Anh Dương, Lộc An xin mến chào quý bà con thân thương. Kính chúc toàn thể quý bà con có một buổi tối ngày, đó là ngày 17 tháng 7 năm 2024. Thật là dồi dào sức khỏe, nhiều niềm vui và nhiều tài lộc đến với tất cả quý bà con. Thì ngày qua Lộc An đã gửi đến tất cả quý bà con với ba lô đủ đuôi, đó là cặp 8998, bát càng siêu trụ là 589, 198 và 898. Thì ngày hôm nay chúng ta cùng đã chiến thắng cho tất cả quý bà con ở miền Trung. Chiến thắng đầu đuôi con 98, chiến thắng được con 98 với ba càng là 298 cho tất cả quý bà con miền Trung ở ngày hôm nay. Chiến thắng Đài Khánh Hòa cho tất cả quý bà con ở ngày hôm nay quý bà con nhé. Thì ngày hôm nay quý con nào đã chiến thắng được rực rỡ con 98 đầu đuôi ở Đài Khánh Hòa cũng như ba càng đó là 298 thì cho Lộc An một nút like và nhớ đăng ký kênh để kênh càng ngày càng phát triển, để kênh càng ngày càng lan tỏa. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Và hy vọng rằng thì quý bà con ngày hôm nay quý bà con miền Trung đã rực rỡ thì hãy luôn luôn ủng hộ và cho Lộc An những lượt bình luận ở dưới phần bình luận. Quý bà con nhé, xin cảm ơn tất cả mọi người. Và ngày hôm nay thì quá đáng tiếc, cặp 898 miền Trung và miền Nam và miền Bắc thì ngày hôm nay quá đáng tiếc là chúng ta chưa có lộc ở ngày hôm nay với 8998, nói về 7997 và 5995. Ngày hôm nay cũng quá đáng tiếc và 1551 này, 0440 này. Ngày hôm nay thì chúng ta chưa có lộc ở miền Nam và miền Bắc, nhưng mà chúng ta cũng đã chiến thắng cho tất cả quý bà con ở đó là trên Zalo của Lộc An và những kênh phụ của Lộc An. Ngày hôm nay chiến thắng đầu đuôi 7997 cho tất cả quý bà con ở ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay trên Zalo quá là rực rỡ. Ngày hôm qua Lộc An cũng đã nói với tất cả quý bà con là vào Zalo, Lộc An sẽ gửi đến tất cả quý bà con những con số nó chuẩn và tỷ lệ chiến thắng cao cho tất cả quý bà con. Và ngày hôm nay cũng đã có một sự may mắn lớn cho tất cả quý bà con đã chiến thắng với con 23 xiên, đó là 23 và 91 ngày hôm nay. Đấy. Và ngày hôm nay 5995 chiến thắng rực rỡ cho tất cả quý bà con, 5995-0990 tổng 49 ngày hôm nay. Tổng 49 thì nó đang khang và ngày hôm nay nó đã thể hiện cho tất cả quý bà con ở ngày hôm nay với con 59 cho tất cả quý bà con ở ngày hôm nay quý bà con nhé. Xin chúc mừng tất cả quý bà con ngày hôm nay chúng ta đã rực rỡ ở trên kênh cũng như trên Zalo của Lộc An. Thì quý con nào mà đang xa bờ, đang khó khăn muốn vào bờ thì quý con có thể vào Zalo Lộc An để nhận số chuẩn quý con nhé. Ngày mai trên Zalo Lộc An sẽ có những được cầu đẹp cho tất cả quý con. Ngày hôm nay ở miền Nam mình chiến thắng được cả siêu chủ quý con, chiến thắng được cả siêu chủ 7597 cho tất cả quý con ở trên Zalo. Thì quý con nào mà đang xa bờ, đang tu tha nở nần thì quý con nhanh tay kết bạn với Zalo Lộc An. Quý con chỉ cần ấn vào đường link màu xanh này, chúng ta xem video thì nó sẽ trượt xuống phần bình luận này, chúng ta ấn vào đường link màu xanh thì nó sẽ hiện ra cái chữ tham gia màu xanh. Thì quý con chỉ cần ấn vào chữ tham gia là sẽ vào Zalo Lộc An. Còn quý con nào mà dùng điện thoại iPhone thì quý con cũng ấn vào đường link và sau đó quý con ấn vào đường link này và sau đó nó sẽ hiện ra chữ Chrome, Google và Safari. Thì quý con chỉ cần ấn vào chữ Safari là sẽ vào Zalo Lộc An. Và ngày hôm nay thì Lộc An xin cảm ơn đó là 4.094 quý con đã xem và 365 lượt like. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ngày hôm nay chúng ta có lộc miền Trung, lộc lớn. Còn ngày và miền Nam, miền Bắc thì chúng ta chưa có lộc lớn. Ngày hôm qua này, Lộc An gửi đến là 787 thì ngày hôm nay nó về miền Nam. Miền Nam, miền Trung, miền Bắc đều rực rỡ này, 787 này. Miền Trung, miền Nam này. Miền Trung 787 chiến thắng đầu đuôi này. Miền Nam chiến thắng 787 này. Quá là đáng tiếc cho tất cả quý bà con ở ngày hôm qua. Thì dạo này thì Lộc An cứ chốt ngày hôm nay thì ngày mai nó mới về. Thì quý con chú ý cũng có thể là 898 ngày mai quý con miền Nam và miền Trung chúng ta có thể là tham khảo ngày mai. Ở một ngày mai quý con miền Nam chú ý cái tập 898 ngày mai quý con nhé. Còn ngày mai thì Lộc An xin gửi đến tất cả quý con với ngày mai đó là ba lô đủ đuôi là cặp 4884 ở ba miền Bắc Trung Nam ngày 18 tháng 7 năm 2024. Bát càng siêu trụ là 248, 684 và 884 cho tất cả quý con vào ngày mai. Thì quý con nào cảm thấy kết trên kênh thì chúng ta theo, còn không chúng ta dừng với tham khảo. Còn quý con nào muốn những con số chuẩn hơn thì là chiến thắng cao hơn mà chỉ một đài một miền thì quý con nên vào Zalo. Bởi trên Zalo là Lộc An có thời gian nghiên cứu nó dài hơn và những con số chuẩn, con số chính xác thì là chiến thắng cao. Và chốt từng đài từng miền thì quý con nên vào Zalo. Ngày hôm nay chiến thắng cả siêu trụ 597 luôn cho tất cả quý con luôn. Ngày hôm nay này 597, ngày hôm qua Lộc An cũng đã nói với quý con rồi là có đường cầu đầu đuôi nhưng mà Lộc An không thể mà gửi lên trên
kênh được. Bởi vì nếu như gửi trên kênh thì nó sẽ cái lượng người chơi nó khá là lớn, thì anh Đồng anh sẽ giam số. Thì ngày hôm nay đã chiến thắng rực rỡ cho tất cả Wilcon, chiến thắng cả càng luôn, ba càng siêu chủ luôn. 090797 càng, đó là càng 0 và càng 5. Càng 0 càng 5. Thì chúng ta chiến thắng này. 090797 càng là càng 5. Lấy bóng rồi chúng ta có càng 0 thì chúng ta có 05 thì chúng ta có 579597. Đây. Chúng ta có 22 này. 22 chiến thắng đầu đuôi 22, càng là càng 3, càng 8 thì chúng ta có 322 vào 822 chiến thắng 322 này. Đó. 0110 0330 và càng 4 càng 9 này thì chúng ta có 403430 này. 930903 này. Đó, quá là tuyệt vời. Chiến thắng cả ba càng chủ cho tất cả cô chú anh chị quý bà con ở ngày hôm nay. Quá là rực rỡ, chiến thắng giòn giả cho tất cả quý bà con ở trên Zalo của Lộc An ngày hôm nay. Ngày hôm nay quá là tuyệt vời, ngày hôm nay miền Nam thì chúng ta chiến thắng rực rỡ đài, đó là đài Đồng Nai. Chúng ta chiến thắng với con 67, xiên đó là 67 và 99 và đầu đuôi 7997 0990 ba càng 597 cho tất cả quý bà con ngày hôm nay. Đài Đồng Nai quý bà con nhé. Quá là tuyệt vời cho tất cả quý bà con. Ngày hôm qua Lộc An nói rồi, vào Zalo để nhận số chuẩn, và ngày hôm nay đã có sự may mắn lớn cho tất cả quý con ngày hôm nay. Và miền Trung thì ngày hôm nay chúng ta chiến thắng đó là đài Đà Nẵng, chúng ta chiến thắng được cho tất cả quý con với ba lô con 14 và được xiên là 1461 và đầu đuôi là 4499 4994. Thì ngày hôm nay ngày hôm qua Lộc An cũng đã nói rồi, kép nó đã báo ở ba miền thì quý con chú ý cũng có thể tham khảo. Và ngày hôm nay cũng đã rực rỡ ở miền Trung, chiến thắng 4499 4994 tất cả quý con ở ngày hôm nay quý con nhé. Xin chúc mừng tất cả quý con ngày hôm nay, chúng ta đã rực rỡ thành công, may mắn cho tất cả mọi người ở ngày hôm nay. Miền Trung đài Đà Nẵng rực rỡ, và miền Bắc thì ngày hôm nay quá là tuyệt vời. Ngày hôm nay con 2332 ở kênh phụ của Lộc An cũng đã chiến thắng, cũng như là con 91 ngày hôm nay, 23 Paulo xiên 2391 và đặc biệt 5995 tổng 49 đã nổi cho tất cả quý bà con. Lý do đó là tổng 49 nó là đến ngày, cái kỳ ngày để nó phải nổ rồi. Ngày hôm qua Lộc An nói rồi, quý bà con vào Zalo miền Nam và miền Bắc ngày mai khá là đẹp cho tất cả quý bà con. Thì ngày hôm nay chúng ta đã chiến thắng rực rỡ, có sự may mắn cho tất cả quý bà con ở ngày hôm nay. Chúng ta đã có một ngày lộc lớn cho tất cả mọi người ngày hôm nay quý bà con nhé. 5995 chiến thắng đầu đuôi đặc biệt cho tất cả quý bà con ở ngày hôm nay. Đó, 5995 cho tất cả quý bà con. Tổng 49 nó đã khang thì ngày hôm nay đến giới hạn nó phải ra cho tất cả quý bà con ngày hôm nay. Thì chúng ta đã đại thắng thành công trên Zalo của Lộc An. Thì quý bà con nào mà đang xa bờ, đang thua tha, đang nợ nần, muốn vào bờ thì nhanh tay kết bạn với Zalo Lộc An. Ngày hôm nay trên kênh chiến thắng miền Trung đầu đuôi cũng khá là rực rỡ và chiến thắng ba lô. Nhưng mà hy vọng ngày mai chúng ta sẽ chiến thắng cả ba miền Bắc Trung Nam cho tất cả mọi người vào ngày mai. Quý bà con nhé. Và Lộc An không mong muốn gì hơn, không muốn quý bà con hãy xem video của Lộc An thì hãy dành cho Lộc An những cái lượt like và những lượt đăng ký kênh để động viên và ủng hộ cho Lộc An. Xin cảm ơn tất cả mọi người, những người xem video của Lộc An và đã like và đăng ký thì thực sự đó là những người thực sự đáng yêu và tốt bụng. Và Lộc An kính chúc toàn thể quý bà con luôn luôn sẽ may mắn và hạnh phúc và phát tài phát lộc. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Dù chúng ta chiến thắng miền nào đi chăng nữa thì hãy mong quý bà con hãy luôn luôn ủng hộ cho Lộc An, bởi Lộc An cũng đã cố gắng hết sức để tìm ra những con số chuẩn, con số đẹp để gửi đến tất cả quý bà con. Thì ngày hôm nay chúng ta chiến thắng miền Trung, thì ngày mai hy vọng chúng ta sẽ chiến thắng cả ba miền cho tất cả quý bà con. Chúng ta phải có niềm tin và hy vọng, và chúng ta biết vượt qua những cái khó khăn để chúng ta tìm ra những con đường và ánh sáng để chúng ta có sự may mắn và sự chiến thắng cho tất cả quý bà con. Nên Lộc An cũng mong muốn rằng quý bà con xem video của Lộc An thì hãy ủng hộ cho Lộc An bằng cách là like và đăng ký kênh, để mỗi khi những video mới nhất mà Lộc An gửi đến là YouTube nó sẽ báo cho quý bà con để quý bà con tiện theo dõi quý bà con nhé. Và quý bà con nào ngày hôm nay chiến thắng ở trên kênh cũng như trên Zalo chiến thắng rực rỡ thì hãy cho Lộc An những cái lượt like và lượt đăng ký kênh và bình luận cho Lộc An dưới phần bình luận để kênh càng ngày càng phát triển, để kênh càng ngày càng lan tỏa. Còn quý bà con nào đang xa bờ, đang thua tha, đang nợ nần thì nhanh tay kết bạn với Zalo Lộc An để có những con số chuẩn vào ngày mai. Ngày mai Lộc An hứa là sẽ gửi đến tất cả quý con những con số chuẩn và gửi đến tất cả mọi người, và chỉ một đài một miền trên Zalo quý con nhé. Và trên Zalo là miễn phí nên quý bà con cứ an tâm khi vào Zalo Lộc An, quý bà con cứ vào tham khảo số, chúng ta chẳng mất mát gì hết. Chúng ta cứ vào tham khảo, bởi Zalo là chốt số miễn phí nên chúng ta có thể tham khảo ngày 1, ngày 2,
cảm thấy kết. Chúng ta giàu chúng ta cảm thấy mà kết. Và ngày hôm nay chúng ta chiến thắng được đầu đuôi này, chiến thắng vào sự chủ này, thì ngày mai có thể chúng ta giàu. À, chúng ta chơi thông theo cũng không sao hết quý con nhé. Đó, nên là quý con cứ vào Zalo. Trên Zalo là sẽ có khác biệt cho tất cả quý con, những con số chuẩn đầu đuôi ba lô mà chỉ Zalo Lộc An mới có quý con nhé. Những con số đầu đuôi khá là VIP cho tất cả quý bà con để quý con có thể chiến thắng và chiến thắng rực rỡ. Đặc biệt quý con nào chơi tông có lớn thì cứ vào Zalo để nhận số chuẩn. Bởi Zalo là miễn phí, trên kênh cũng miễn phí, nên quý con không ngại gì mà chúng ta không vào Zalo để nhận con số chuẩn, chỉ một đài một miền. Ngày mai miền Nam 3 đài, miền Trung 3 đài. Quý bà con chơi đài nào, chơi miền nào vào nhắn tin cho Lộc An. Quý con chơi đài Tây Ninh vào nhắn tin đài Tây Ninh. Quý con chơi đài An Giang vào nhắn tin đài An Giang. Cứ vào Zalo thì Lộc An sẽ tư vấn và gửi số miễn phí cho tất cả quý bà con để quý con có thể chiến thắng và chiến thắng rực rỡ. Nên mong rằng quý con hãy luôn luôn ủng hộ cho Lộc An. Dù chúng ta có lộc lớn, lộc nhỏ thì bởi vì ở trên kênh thì cái lượng người vào, người chơi nó khá là lớn, nên là anh Đồng anh sẽ giam số. Nên quý bà con cũng phải cân nhắc, chúng ta chơi trên kênh thì Lộc An cũng đã khuyên rồi, chúng ta chơi nhỏ nhẹ, chơi tham khảo thôi. À, còn chúng ta muốn trả được nợ, chúng ta muốn chiến thắng rực rỡ, chúng ta muốn phát tài thì chúng ta phải vào Zalo. Bởi trên Zalo thì Lộc An tìm ra những cầu chuẩn và cái thời gian nghiên cứu của Lộc An nó dài hơn, thì Lộc An sẽ cân đo đong đếm ở trên Zalo và tìm và gửi số cho tất cả quý bà con những con số chuẩn, con số chắc đó, để gửi đến tất cả quý bà con. Ngày hôm nay trên Zalo cũng như trên kênh phụ của Lộc An của chiến thắng rực rỡ 7997 cho tất cả quý bà con luôn, chứ không phải là không có quý bà con nhé. Đây kênh phụ Lộc An này 797 này, đầu đuôi này, ba lô đầu đuôi miền Nam này đó, chứ không phải là Lộc An nó không nói không có. Còn ở trên kênh chính này thì Lộc An là phải cân đo đong đếm ở cả ba miền, cái xác suất ở cái con số nó phải là ở ba miền thì nó phải khác với những con số chốt ở từng đài từng miền quý con chú ý. Nên chúng ta mà tin tưởng Lộc An vào nhắn tin cho Lộc An, vào Zalo Lộc An sẽ chốt số miễn phí cho tất cả quý con. Chúng ta chẳng mất mát gì hết, chúng ta cứ vào tham khảo để có những số chuẩn, số chắc ở trên Zalo thì chúng ta có thể chiến thắng và chiến thắng rực rỡ. Và Lộc An chúc toàn thể quý con ngày mai sẽ may mắn và thành công, phát lộc phát tài, có sự may mắn lớn ở trên kênh cũng như trên Zalo. Quý con nào nhớ là quý con nào đang xa bờ, đang thua tha, đang nửa nần, muốn vào bờ thì hãy nhanh tay kết bạn với Zalo Lộc An. Và ngày mai trên Zalo Lộc An vẫn có những được cầu đầu đuôi ba càng siêu chủ VIP cho tất cả quý bà con vào ngày mai để quý con có thể chiến thắng vào ngày mai. Nên quý con hãy nhanh tay kết bạn để nhận số chuẩn quý con nhé. Nhanh tay kết bạn với Zalo Lộc An, ngày mai sẽ có những được cầu đầu đuôi ba càng siêu chủ xiên đá cho tất cả quý con ở trên Zalo Lộc An. Nên quý con hãy nhanh tay kết bạn để nhận số chuẩn. Ngày mai có thể sẽ là một trận chung kết tiếp cho tất cả quý con vào ngày mai. Và trên Zalo và trên kênh đều là miễn phí, nên Lộc An cũng kính mong quý bà con xem video thì ủng hộ cho Lộc An. Dù chúng ta lộc lớn, lộc nhỏ, dù chúng ta chiến thắng miền Nam, miền Trung hay miền Bắc đi chăng nữa thì cũng hãy ủng hộ cho Lộc An để kênh càng ngày càng phát triển, để kênh càng ngày càng lớn mạnh. Những lượt like và những lượt đăng ký kênh của quý bà con, đó là niềm vui, niềm hạnh phúc đối với Lộc An, để Lộc An hoàn thiện mình và tìm ra những con số chuẩn, con số đẹp để gửi đến tất cả mọi người. Lượt like càng cao, lượt đăng ký càng cao đồng nghĩa với sự may mắn và sự chiến thắng càng lớn. Thay vì chúng ta cầu nguyện để chúng ta có sự may mắn thì hãy chúng ta hãy like và đăng ký kênh cho Lộc An để Lộc An sẽ có cái động lực để Lộc An sẽ tìm ra những cái con số chuẩn hơn thì để chiến thắng cao hơn gửi đến tất cả quý con, để mong sao quý con được vào bờ an toàn. Thì Lộc An lên trên kênh cũng như lên trên Zalo miễn phí để làm sao cho quý con nào, và bởi vì Lộc An biết rằng là quý con nào mà đang xa bờ, đang thua tha nửa nần thì chúng ta, nếu như chúng ta chơi, chúng ta tự chơi thì chúng ta tiếp tục thua. Và cũng như là quý con đi mua số ở đâu thì chúng ta có thể chúng ta có người giúp được, nhưng có người sẽ không giúp được và có người không có tiền để mua số, đúng không ạ? Thì Lộc An tạo một cái kênh là miễn phí, cũng như trên kênh Zalo miễn phí để cho tất cả quý bà con vào để chúng ta tham khảo số, để chúng ta chơi, để chúng ta có sự may mắn và sự chiến thắng. Nên mong rằng quý bà con hãy luôn đồng hành và ủng hộ cho Lộc An để Lộc An sẽ tìm ra những con số chuẩn hơn, tỷ lệ chiến thắng cao hơn để gửi đến tất cả mọi người, để cho quý bà con có thể trả được bất nợ, bất nần là Lộc An vui rồi. Xin cảm ơn tất cả mọi người.
Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý bà con vào ngày mai.